Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là một ngày nắng rất là đẹp và cũng có một cái đợt hàng mới về. Cho nên là mình muốn làm video này để giới thiệu đến cô chú, anh chị và các bạn một loại món cầu mà nhìn như là cái thời gian vừa rồi rất là nổi tiếng. Rất là nhiều người tìm mua, đó là món cầu ly xà mọi người ha. Ly xà thì mọi người nhìn lá rất là dễ nhận biết nha. Đó, lá nó rất là lớn. Và nó có cái chân, cái lá nó sẽ có một cái độ nhám nữa, nó không có mịn giống như SSA á, thì cái lá nó cũng lớn nhưng mà SSA á, cái lá nó mịn hơn. Còn ly xà lá nó cũng thuộc một trong những cái loại móng cầu mà lá rất là lớn nhưng mà nó có một cái độ nhám nhám. Và thường là ly xà nó sẽ lá nó sẽ vàng và nó thay lá sớm hơn, mình để ý là sớm hơn những cái loại khác á. Thì mọi người có thể nhìn thấy là hiện giờ ly xà là bắt đầu thấy là lá nó vàng hết rồi. Đó, chuẩn bị rụng lá để thay lá và sẽ kèm ra những cái bông mới. Đợt hàng hôm nay rất là đẹp mọi người nha. Tại vì đây mọi người có thể nhìn thấy nè. Đó, đây là những cái gốc ly xà của đợt này. Wow, rất là to luôn mọi người ơi. Đã, mọi người nhìn đi. Có những cái mà mình nghĩ là nó to chắc cũng gần bằng cái cột tay á. Đây, cây này thân rất là lớn luôn mọi người. Đó. Những cái cây này là đã trim sẵn rồi. Cắt cho nó còn độ cao khoảng chừng 5 feet. Nhưng mà chiều cao ban đầu của nó rất là cao mọi người nha. Thì cứ đến mùa là mình trim đi để mà cho cái thân nó chắc á. Thân rất là lớn luôn. Cây rất là đẹp. Rồi, có những cái cây thì nó sẽ rất là nhiều nhánh, nhiều nhánh chính luôn á mọi người. Cây nào gốc cũng lớn hết. Cây này cũng nhiều nhánh nè. Những cái cây như vậy thì đó, nó chỉ có hai thân chính thôi mà cái thân chính của nó cũng rất là lớn. Vết kép rất là đẹp mọi người nha. Vết kép nó lành hết rồi. Nên là cô chú anh chị các bạn nào mà sợ những cái mảng cầu mà ghép mà nó bị hở á, xong mọi người sợ là nó gãy á, thì là cứ yên tâm, tại những cái mối ghép này là để rất là lâu rồi, nó lành lặn hết rồi nè mọi người. Đó. Cho nên là ship xuyên bang cũng không có sợ những cái trường hợp mà nó bị gãy như ngay cái mối ghép đâu. Mối ghép rất là chắc chắn. Cây nào cũng cao qua đầu hết. Đó. Cây thực sự rất là đẹp luôn á. Đây, toàn bộ là mình những cái mối ghép, cây nào cũng vậy, mối ghép đều lành hết rồi. Nó liền hết luôn á. Thường là phải ghép rất là lâu mới liền được như vậy mọi người ha. Để lâu năm á. Những cái vết ghép mà để càng lâu thì nó sẽ càng lành lặn, mà nhiều khi mình nhận không ra, tìm không ra được vết ghép luôn. Về trái mảng cầu ly xà đó thì mình nghĩ là mình không có cần giới thiệu thêm đâu. Tại ly xà rất là nhiều người ăn rồi. Cái giống nó không phải là giống quá mới cho nên rất là nhiều người ăn rồi. Vậy cho nên là những người mà ăn rồi thì hầu như là ai cũng thích cái vị ly xà. Cho nên là ly xà hiện giờ đến tận bây giờ luôn vẫn rất là nổi tiếng, vẫn rất là được nhiều người tìm mua. Về cái độ dai thì ly xà nó không có dai, giống như mỗi lần mình nói nó không có dai mà kiểu mà quá xuất sắc. Nhưng mà cái độ dai của nó sẽ là dai vừa phải, nó ngọt, thơm và đặc biệt là rất là nhiều nước. Trái ly xà thì màu nó sẽ là màu hồng nhẹ mọi người ha. Hầu hết những trái ly xà mà mọi người xem review ở trên YouTube hoặc là trên Facebook thì đa số nó sẽ là đó, loại ly xà mà như vậy nè, loại lá to. Thì cũng có thông tin là cái loại lá to này thì cái trái nó sẽ to hơn. Hồi xưa nó có một dạng ly xà nhỏ. Lá nhỏ thì ly xà lá nhỏ cái trái nó sẽ nhỏ, và ly xà to thì cái trái nó sẽ to.
đó. Nhưng mà mình nghĩ là hiện giờ thì mình không còn thấy cái giống Lisa nhỏ nữa, chỉ thấy cái Lisa lá to này thôi. Và cũng có rất là nhiều khách gọi hỏi mình về cái giống Lisa Rye. Thì hôm nay mình cũng muốn trả lời chung cho mọi người biết, đó là mọi người hỏi có cái giống Lisa Rye không. Thì thực sự là có nhiều người nói là có và có nhiều người nói là không. Nhưng mà hiện thông tin chính xác nhất mình được biết hiện giờ đó là có Lisa Rye mọi người nha. Thì cái Lisa Rye đó nó không phải là cái Lisa thuần 100%, mà nó là một cái giống người ta lai tạo, tức là lấy cái phấn của cái Lisa nó ghép với lại cái phấn của mãng cầu Úc, African Rye, thì nó tạo ra được một cái giống mới. Thì mọi người mới lấy cái tên Lisa ghép với lại cái từ Rye trong African Rye, tức là mãng cầu Úc á, để nó ra được cái giống Lisa Rye nha. Thì nếu mà nói về Lisa, hiện giờ mình chỉ biết có đúng một cái loại Lisa là trái màu hồng, trái lớn, loại lá lớn dày. Còn nếu mà mọi người muốn cái giống lai á, thì nó có Lisa Rye giống như mình nói đó. Cho nên là cái gai của nó mọi người sẽ thấy nó màu, nó hơi bầu bầu, chứ nó không có nhọn giống như là Lisa chính gốc mọi người nha. Đó, cái trái Lisa Rye nó cũng có cái màu hồng hồng giống như Lisa, nó lấy cái màu của Lisa, nhưng mà cái gai của nó sẽ bầu bầu. Tức là cái gai nó vừa nhọn mà vừa bầu á, chứ không phải là bầu y út thì không phải ha. Nó vừa lai của Lisa là nó lấy cái độ nhọn, nhưng mà cái đầu của nó sẽ hơi bầu bầu tròn tròn lại. Còn Lisa chính gốc 100% là cái gai nó sẽ nhọn. Đấy, hầu hết mọi người thấy như hình những cái trái Lisa trên YouTube, video, Facebook là đa số là Lisa chính gốc 100% mọi người nha. Cái Lisa Rye thì nó không có phổ biến lắm, nó chỉ có ở trong một số kiểu mà những người mà thích sưu tầm cây thôi, chứ mình nghĩ là nó chưa có phổ biến lắm đâu. Cho nên là hầu như là Lisa mọi người xem là nó là Lisa hết, chứ không phải là Lisa Rye. Ok, và những cây Lisa size lớn như vậy mọi người ha, tức là mình mua về là có trái ăn liền luôn, năm nay là mùa này luôn á. Và những cái cây như vậy đó, giống như nãy giờ mình giới thiệu, size rất là lớn thì nó sẽ đồng giá là 250 mọi người nha, chưa bao gồm phí ship. Thì là phí ship của mình là mình sẽ ship tùy cái bang, tính cái phí nó khác nhau. Và lúc ship là sẽ ship nguyên chậu, nguyên đất mọi người. Cho nên là cây đến nơi mọi người nhận được sẽ rất là khỏe, không có sợ cái trường hợp mà cây nó bị yếu hay bị chết khi mà lấy đất ra khỏi chậu mọi người nha. Và mọi người cũng yên tâm là nếu mà ship mà cây nó bị vấn đề gì thì bên mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và đền bù cho mọi người. Những cái trường hợp mà nhẹ thì mọi người thông cảm, ví dụ như nó gãy một chút ở phần trên hay là đó, nó ấy mấy cái lá, nó rụng vài cái lá thì mọi người thông cảm. Còn nếu mà cây mà nó bị gãy nặng hoặc là cây nó chết, cây nó bị yếu gì đó là bên mình sẽ đền bù. Dạ, thì mình nghĩ là đây là một trong những cái điều mà giúp khách hàng ở xuyên bang á, mọi người có thể yên tâm hơn trong cái vấn đề mà ship cây. Bởi vì cái vấn đề mà ship cây mà khi cây đến nơi mà nó bị chết hoặc nó trồng hoài, nó cứ yếu hoài, nó không phát triển được á, là một cái nỗi ám ảnh rất là lớn cho những khách xuyên bang. Thì bên mình sẽ đảm bảo vấn đề đó cho mọi người ha. Dĩ nhiên là trừ những cái vấn đề mà lỗi do người trồng ra thì bên mình không có chịu trách nhiệm. Nhưng mà vấn đề lỗi mà do cây, do vấn đề ship hàng đó, là bên mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Được chỉ khoảng mười mấy cây như vậy thôi mọi người. Thì mọi người mà muốn mà size nhỏ hơn, size 100, 120 cũng có ha. Lisa 100, 120, 150 cũng có. Nhưng mà những cái size lớn như vậy thì nó hiếm hơn nè. Rất là nhiều người thích những cái size như vậy đó, mọi người không? Nhìn cái góc là thấy mê liền á. Ok, cho nên là cô chú anh chị hoặc là các bạn nào đang muốn một cái giống mãng cầu Lisa mà cây nó khá nó lớn lớn để có trái ăn liền thì có thể gọi cho mình nha, số phone 626-416-9206. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Bye bye.